Quý vị và bà con nông dân, vịt trời là loài động vật hoang dã được con người thuần chủng và đưa vào nhân nuôi trong thời gian gần đây. Trên địa bàn Quảng Bình cũng đã có nhiều hộ gia đình nuôi vịt trời thành công, đem lại hiệu quả kinh tế do loài gia cầm này có giá trị thương phẩm cao, được thị trường ưa chuộng. Trong chuyên mục Bàn của nhà nông kỳ này, mời quý vị và bà con đến thăm mô hình nuôi vịt trời của anh Đặng Ngọc Anh ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới và cùng tìm hiểu kỹ thuật nuôi vịt trời thương phẩm. Ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, người ta biết đến anh nông dân Đặng Ngọc Anh với mô hình trang trại nuôi cá kết hợp nuôi gia cầm lớn nhất vùng. Vốn xuất thân từ gia đình làm nông nhưng không có nhiều ruộng, làm không đủ ăn nên anh đi làm thuê, lái máy cho một công ty tư nhân. Được vài năm, do công việc không ổn định nên anh quyết định nghỉ việc về quê. Năm 2007, xã Đức Ninh có chủ trương chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả để làm trang trại. Nhân cơ hội này, anh vay mượn anh em bà con xin đất để đào ao thả cá. Từ chỗ ban đầu chỉ có 2 hectare, đến nay anh đã mở rộng quy mô trang trại lên 7 hectare. Đất đấy, trước kia là đất vùng sâu ngập nước, trồng lúa mà kém hiệu quả, em nhận lại của xã. Bước đầu tiên là làm mô hình cá lúa, xong dần dần là chuyển đổi về nuôi trồng thủy sản, rồi là chăn nuôi trang trại. Là ở đây mình vùng trũng cho nên chủ yếu tập trung vô là nuôi vịt để tận dụng thức ăn cho cá thôi, mà trại chủ yếu là nuôi vịt đẻ thôi. Ngày xưa mà nếu so mà đất trồng lúa với là làm cái trang trại này thì về trang trại thì có hiệu quả hơn nhiều. Sự trồng lúa thì hay ngập úng, với hay mùa này hay lụt cho nó không thu hoạch kịp là bị ngập. Trên diện tích 7 hectare hiện nay, anh Đặng Ngọc Anh nuôi hơn 3.000 con vịt gà, gần 500 con vịt trời, 500 con bồ câu và có đến 4 ao nuôi cá trắm rô phi. Với đàn gà vịt, mỗi ngày anh thu hoạch được hàng ngàn quả trứng. Riêng cá, một năm anh thu hoạch được gần 10 tấn. Để có thêm kiến thức chăn nuôi, anh mua thêm sách báo về đọc, nghiên cứu, xem các chương trình về chăn nuôi trên TV, đến thăm các trang trại chăn nuôi đạt hiệu quả cao để học hỏi và đúc rút thêm kinh nghiệm. Từ quá trình tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, năm 2014, anh Đặng Ngọc Anh đã quyết định nuôi thử vịt trời, và kết quả khiến anh không khỏi bất ngờ. Vịt trời đang được coi là một món đặc sản trong các nhà hàng, khách sạn lớn nhỏ, cũng như trong các buổi tiệc khách gia đình, bởi mùi vị thơm ngon, giòn ngọt tự nhiên, đặc trưng của giống vịt trời. Chính vì vậy, vịt trời có giá khoảng 150 đến 250 ngàn đồng 1 kg, gấp khoảng 3 tới 4 lần vịt thường. So với con vịt nhà mình, vịt trời thì hẳn cũng cách nuôi của hẳn thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà lấy hẳn đòi hỏi là phải, nếu về con vịt thịt mà hiện tại họ đang bán ngoài thị trường với con vịt thịt của vịt trời thì vịt trời này hẳn đầu tư thức ăn của hẳn là dễ hơn, với là hẳn cũng dễ nuôi mà đều dài ngày, nhiều ngày, hẳn phải đòi hỏi là phải trên 100 ngày mới bán thịt thành phẩm được, chất lượng được. Chứ còn như con vịt nhà mình nuôi thì ngắn ngay hết, với lấy hẳn giá thành nhân rẻ. Hiện tại có lúc rẻ, quá rẻ, người nuôi vịt nhà cũng lỗ. Vịt trời có nguồn gốc từ thiên nhiên, bởi vậy các trạng thái sinh hoạt cũng hoàn toàn khác. Anh Đặng Ngọc Anh đã tìm hiểu về thói quen sống cũng như sinh đẻ theo mùa của vịt trời để có thể nhân giống cung cấp cho các trang trại chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh. Giống như nhiều loài vật khác, vịt trời sau quá trình được người nuôi dưỡng thuần hóa sẽ giảm bớt khả năng hoang dã. Vịt sẽ nhớ thức ăn, nhớ đàn, nhớ chuông. Vì vậy, dù có tách đàn bay đi xa, nhưng vẫn bay về chỗ cũ.
Anh Đặng Ngọc Anh chia sẻ, người nuôi nên răng lưới cao khoảng 3 đến 3,5 mét, tránh tình trạng vịt trời bay nhảy sang chuồng khác, làm ảnh hưởng đến cách quản lý và chăn nuôi sau này. Chuồng trại được chia thành các khu nhỏ riêng biệt. Việc chia ô có tác dụng phân loại độ tuổi của vịt. Những con vịt trời cùng lứa tuổi được nhốt trong một ô, bởi theo từng giai đoạn, vịt trời có chế độ ăn khác nhau. Trung bình một ô chuồng khoảng 20 mét vuông sẽ nuôi được khoảng 100 con vịt trời trong 2 tháng đầu. Về con vịt trời thì thức ăn của hắn thì có thể đơn giản hơn con vịt nha nữa. Vì hắn chỉ có bước đầu hồi con nhỏ là hắn ăn bằng thức ăn công nghiệp thôi, chứ còn mà cỡ 25 đến 30 ngày tuổi trở lên là hắn có thể ăn lúa, ăn cám, ăn đủ thứ. Nói chung bèo biệt gì ăn tất, tận dụng là ốc với cá cũng như nuôi ở nhà thì có thể băm tuổi băm đô trốn ăn. Ngoài trang trại, anh Đặng Ngọc Anh còn đầu tư hơn 300 triệu đồng để mở thêm một cơ sở lò ấp trứng ở thôn Giao Tế, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới. Với một lượng lớn trứng thu hoạch từ đàn gà vịt trong trang trại, 6 lò ấp tiếp tục phục vụ cho nhu cầu ấp trứng, cung cấp giống gà, vịt nhà, vịt trời cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, trang trại của anh Đặng Ngọc Anh cho thu nhập khoảng từ 2,5 đến 3 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho 4 lao động cố định với mức lương 5 triệu đồng một tháng và nhiều lao động thời vụ khác. Vịt trời có tên khoa học là Anas bochat, thuộc họ vịt. Họ vịt bao gồm các loài vịt và các loài thủy điểu trong giống vịt. Chẳng hạn như ngỗng và thiên nga. Chúng là các loài chim đã tuyển hóa để thích nghi với việc bơi lội, nổi được trên mặt nước và đôi khi lặn xuống, ít nhất là trong các vùng nước nông. Vịt trời đạt trưởng thành lúc khoảng 5 tháng tuổi. Các loài vịt trời hiện nuôi ở nước ta thường có khối lượng nhỏ hơn vịt nhà, chỉ trên dưới 1 kg một con. Vịt trời ghép đôi trong tháng 10, tháng 11 và bắt đầu làm tổ vào mùa xuân, tháng 3 năm sau. Chúng đẻ trứng từ giữa đến cuối tháng 3. Mỗi lứa đẻ trung bình 12 trứng. Vịt trời bao gồm cả ngỗng, ngan, thiên nga, có nhiều mối quan hệ với con người. Chúng có vai trò quan trọng về mặt kinh tế, thương mại và văn hóa đối với đời sống con người. Nhiều thành viên trong họ vịt trời được sử dụng làm nguồn cung cấp thực phẩm. Các loài lông tơ, lông vũ mềm của vịt, vịt biển, ngỗng có thể được dùng làm đệm trải giường, gối, túi ngủ và áo khoác. Kỹ thuật nuôi vịt trời sinh sản. 1. Chọn vịt trời sinh sản. Chọn vịt lên giai đoạn sinh sản lúc 21 đến 22 tuần tuổi. Thời điểm này, tỷ lệ loài thải thấp hơn thời điểm tròn lên hầu bì. Loài thải những con không đạt tiêu chuẩn giống như bị bệnh ngoại hình có khuyết tật. Vịt trống được chọn khắt khe hơn và ghép trống mái theo tỷ lệ 1, 5, 5 hoặc 6. Khi sắp đẻ, vịt đã thay lông xong, bộ lông mượt trở lại. Nhìn bộ lông có thể đánh giá tương đối chính xác chất lượng nuôi dưỡng giai đoạn hầu bì. 2. Chuồng trại ao hồ. Chuồng nuôi vịt đẻ cũng có các kiểu chuồng như chuồng sân ao, chuồng sàn trên ao. Yêu cầu đối với chuồng nuôi là nền chuồng phải khô ráo, tránh chuột và các động vật khác phá ổ trứng, tránh mưa nắng cho ổ đẻ, có thể ngăn riêng cho khu vực ổ đẻ. Sau 8 giờ sáng, ngăn khu vực này lại để tránh vịt vào nằm trong ổ đẻ, làm bẩn ổ đẻ. Lót nền chuồng vào ổ đẻ bằng rơm khô, cỏ khô, trấu. Đặc biệt chú ý lót ổ đẻ phải thay thường xuyên để tránh ẩm ướt và mốc. Trong điều kiện ẩm ướt, nấm và vi khuẩn rất dễ phát triển. Ổ đẻ được làm bằng gỗ, tre, tấm cót, thành từng ô có kích thước 40 x 60 x 40cm. Tính trung bình, mỗi ô 4 đến 6 con mái đẻ. Ao nuôi vịt đẻ có độ sâu 1,2 mét trở lên. Nước phải được thay sạch sẽ để đảm bảo tỷ lệ đẻ và tỷ lệ phôi. Cần chú ý cầu ao với độ nghiêng không quá 25 độ và mặt cầu không trơn trượt, không gồ ghề để tránh dập, vỡ buồng trứng. 3. Thức ăn, nước uống. Thức ăn cho vịt đẻ nuôi nhốt có hai dạng phổ biến là thức ăn hỗn hợp dạng viên và thức ăn nông sản tại địa phương.
Tùy điều kiện kinh tế và tính toán hiệu quả theo giá cả thị trường mà chọn loại hình đầu tư thức ăn cho phù hợp. Vịt đẻ cho ăn 2 bữa một ngày, cho vịt ăn vào lúc trời mát. Cần có đủ nước uống cho vịt đẻ, nhu cầu lượng nước uống hàng ngày bằng 3 đến 4 lần lượng thức ăn tinh. Trước khi thả vịt xuống ao, phải cho vịt uống no nước ngọt. Có thể dùng máng uống tự chế bằng tôn, chậu sành hay máng uống tự động. 4. Nhặt và bảo quản trứng. Vịt đẻ tập trung vào 2 đến 4 giờ sáng, nhưng có thể đẻ muộn đến 8, 9 giờ sáng. Nên nhặt trứng làm 2 đến 3 lần để trứng được sạch sẽ và tránh dập vỡ. Trứng dơ bẩn có thể rửa bằng dung dịch có chứa chlorin. Cứ 10 lít nước ấm pha 50g chất có chứa 25% chlorin. Nhiệt độ nước trong quá trình rửa trứng tốt nhất trong khoảng 37 độ C. Tuyệt đối không được rửa trứng bằng nước lã, nước sơ. Vì như vậy, vi trùng dễ xâm nhập làm thối trứng. Trứng sau khi nhặt xong, cần chọn ngay những quả đủ tiêu chuẩn giống để bảo quản. Trứng đựng vào khay và bảo quản nơi khô mát. Nếu có phòng lạnh bảo quản ở nhiệt độ 18 đến 20 độ C thì càng tốt. Trứng giống bảo quản 3 đến 5 ngày, tối đa 7 ngày phải đưa ấp. Nếu để lâu hơn thì tỷ lệ chết phôi trong quá trình ấp sẽ tăng. Chuyên mục Bàn của nhà nông kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.